Quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn quay trở lại với Ado TV các bạn nhé. Một video nữa tiếp theo trên kênh. Hôm nay thì mình đang vào trong bản chơi các bạn, bạn gặp những cái hình ảnh cuộc sống hàng ngày đời thường đây. Muộn. Gặp những hình ảnh cuộc sống hàng ngày đời thường ấy thì mình cũng ghi hình lại các bạn. Hiện tại thì trên mình đang là vào vụ cấy. Đó. Cấy, mọi người thì cùng nhau xuống đồng cấy rất là đông luôn các bạn, trong khoảng tầm 2-3 ngày là xong rồi. Có mình thì cấy xong hết rồi. Đúng rồi thì mình cấy xong hết rồi. Đó, ở đây thì trên mình thì không. Em chào anh. Em đi qua thế các anh đang nhổ mạ em quay thêm tí thôi. Đúng rồi. Ở trên mình thì không dùng mạ khay đâu các bạn nhé, vẫn quải mạ rồi nhổ thôi. Có nghĩa là hình như là do cái đất này, so với nói chung là dùng cái mạ khay nó không tốt các bạn. Cũng đã thử rồi, không tốt các bạn, chứ không phải không dùng các bạn nhé. Trước kia đã từng dùng rồi nhưng mà không tốt. Đó, nên là sẽ phải cấy thôi các bạn. Ví dụ như trong cái chuyến đi vừa rồi mình thấy những cái vựa lúa rất là rộng lớn ở khu vực đồng bằng sông Hồng ấy, thấy mọi người vẫn cấy mà. Ở đây thì cả đàn ông, phụ nữ đều cấy luôn các bạn nhé. Mình ra đây cho các bạn xem cái hình ảnh này này. Ở đây này, có các anh các vẫn cấy. Đàn ông thì thường thường thì sẽ đi cấy đi bừa các bạn. Cấy đi bừa, còn cấy thì ít lắm. Và ở đây thì mình đang bắt gặp cái hình ảnh đây. Mọi người đang đang cấy đây, hình như là sắp xong cái khóm này rồi. Đó. Lần đầu tiên thấy trên hình có đàn ông xuống cấy đấy. Bình thường thôi, vẫn cấy tốt mà. Bình thường là toàn là thấy chị em phụ nữ cấy thôi mà. Ở đây thì đằng xa xa cái nơi các bạn có mấy anh mấy chú nữa cũng đang cấy. Đó, ở đây này. Đi cấy này thì người ta gọi là cái gì, bán mặt cho đất bán lưng cho trời ấy các bạn, vì cúi khom suốt mà. Đó, mình sẽ xuống đây đi, quay từ trên thấp thấp xuống để mình xem mà chú đây có cấy nhanh bằng các chị em không. Chắc là phải chậm hơn rồi. Chậm hơn à? Đó các bạn. Không cần cấy nhanh đâu nhưng mà thấy chú đây cấy rất là đều và thẳng luôn, không bị đổ cây nào cả. Con tù đấy. Mạ hay xấu. Ngày hôm nay thì cấy được mấy khóm rồi hả chú? Tổng hôm nay có 2 khóm to. 2 khóm to ạ. Vâng. Rồi xong cái này là xong rồi đúng không? Vâng. Buổi chiều đây là 2 đám là xong đấy. Đó. Còn nhổ mạ đi cấy nữa các bạn. Mất công nhổ mạ các thứ nữa. Đó. Ở trên mình thì hiện tại là gần như là trâu bò nuôi chỉ để bán đó các bạn, để thịt để bán đó. Đó, còn bây giờ thì có những cái con trâu sắt như này rồi các bạn. Đỡ và vất vả, trước kia thì cày trâu vất vả lắm. Bây giờ thì có máy cày, máy bừa rồi. Đỡ hơn rất là nhiều. Ở đây thì mọi người sẽ giúp nhau từng nhà ấy.
Đó, mỗi nhà xong một ngày luôn. Nhìn thấy mồm quen quen lắm đúng không? Cái hôm vừa gặp thấy nó không thế này đấy. Ở nhà làm nương làm rẫy nhưng mà ra ngoài phải bóng bẩy khác, như đi làm là một chuyện, như khi đi chơi là một chuyện. Như nhưng mà chị thích nào lên hình á cũng phải đẹp thì cả đi làm. Đây là gọi là nét đẹp của người lao động, gọi là nét đẹp lao động ấy. Có mai em làm đẹp cho các chị luôn, yên tâm. Đã đổi được mặc váy á? Cởi hết thì được thôi, làm cởi hết thì được thôi, còn đổi mặc váy không mặc được. Không cấy nào cô. À. Vâng. Bắt đầu cũng muộn muộn rồi các bạn, hiện tại là cũng phải 5-6 giờ rồi. Đi đâu về em? Em đi để mạ. À đi cất à? Mang mạ đi ra ruộng à? Cấy luôn chưa hay là mai mới cấy? Sáng mai mới cấy. Sáng mai là xong rồi đúng không? Thử nhật luôn á. Cái mạ này thì mọi người sẽ mang đi ra ruộng để sáng mai cấy, chắc là mai là xong rồi. Mai xong được không em? Vâng, chắc là xong, bởi vì em cũng đi đổi công được. Ừ. Đi đổi công à? Vâng. Hôm nay đổi công được mấy nhà rồi? Được tầm 15 nhà. 15 nhà, thế là mai sẽ có 15 người. Vâng. Cả nhà mình ít nhất là 15 người. Ừ. Ở đây thì mọi người sẽ đi đổi công các bạn, đi đổi công nhổ mạ, đi đổi công cấy. Đó. Sẽ gùi mang đi, gùi mang đi dễ hơn. Ở trước mình thì sẽ gánh. Đây thì mọi người sẽ gùi cho vào cái gùi. Ô trước kia là cái gùi bằng bằng tre, nhưng mà bây giờ người ta cải tiến rồi, làm cái gùi bằng nhựa chắc chắn là sẽ bền hơn. Mình mua ở chợ ấy đúng không? Đây này, cái gùi bằng tre này các bạn. Cẩn thận ngã đấy. Em ngã một lần. Ngã một lần rồi à? Đấy, thanh niên. Sẽ gùi đem xuống ruộng dưới kia các bạn, vì mình thấy trên này là người ta đã cấy hết rồi. Còn lấy mạ xong mọi người sẽ lấy cỏ ruộng luôn các bạn nhé, để máy súng bừa luôn các bạn, lấy bừa luôn, cái này bừa khoảng một lúc là xong rồi, vì là chỉ bừa qua để máy cấy luôn các bạn. Đó. Lấy cỏ ruộng.
Rồi các bạn, hôm nay thì mình lên đây chơi thì lên nhà em mình, thì cái chỗ mà vừa hôm nay đang nhổ mạ ấy các bạn, thì trong nữa mình sẽ ăn cơm ở trên này các bạn nhé. Còn mình đang ra đây thì theo cung đường vào đấy thì mình bắt gặp cái cảnh này rất là hay các bạn. Mọi người người ta sẽ loạt các bạn. Có được cá không? Đó, mọi người thì sẽ loạt. Ô, đi về rồi à chú? À, đi thay nước cho nó đỡ chết à? Ở đây trên này các bạn, mọi người khi mà cấy xuống nước, mọi người sẽ thả con cá các bạn. Đó. Ở trên mình thì có cá chép ruộng ấy các bạn. Cá chép ruộng thì nổi tiếng nhất ở khu vực bên Hoàng Su Phi các bạn, vào tháng 9, tháng 10 mùa lúa chín ấy, thì mọi người có thể lên đây trải nghiệm và đi chụp ảnh các bạn nhé. Cái ở khu vực Hoàng Su Phi ấy, và thưởng thức cái món cá chép ruộng cực kỳ là nổi tiếng luôn. Còn vào khoảng tháng 2, tháng 3, tháng 4, từ khoảng tháng 4 các bạn, thì các bạn lên mạn của đồng bào người Thái thì sẽ có món cá chép, người ta nuôi cá chép ruộng ở trên ruộng cao như này các bạn, người ta sẽ làm cái món cá nhảy đồng bào người Thái các bạn. Còn ở trên đây thì mọi người nuôi cá gì đây bố mày? Cá chép ruộng đúng không? Đó. Ồ, cái này mình thả cá to cho nó đẻ không? Bây giờ mình bắt lên làm giống cái gì? Vâng. Cái này phải thả vào ruộng tiếp đúng không ạ? Đúng rồi, giống như Này hôm nay nó bị nhiều quá. Dạ. San cái này là đến mùa lúa chín là mình là có cá ăn đấy. Lúc lúa chưa nên gạt thì tháo nước. Vâng. Cái này là mình mai mình cấy luôn đúng không? Loạt rồi đúng không? Nhiều lắm à? Ui, đây một con này. Đây. Đấy. Ui, con này cá rô. Cá rô lúc đưa thì nó xuống. Xuống bùn đi. Đấy, cá chép con này các bạn. Cái này thì mình sục cái bùn nó ngạt đấy, nó sẽ nổi lên các bạn, mình dễ bắt hơn. Ở đây cũng mọi người cùng nhau bắt nhiều đấy, bé quá, vẫn là cá chép đúng không ạ? Có con nào to không? Ô này, có con cá chép to này. À, con này là con mẹ của nó đấy ạ. Ô, thế là con này nó chỉ to bằng này thôi hả chú? Con này thì chọn là bé thôi. Thả bé thôi. À. To bốn cân. Ô này. Đây là những cái con giống của nó các bạn. Thả xuống. Ôi, được tầm cá to chứ ít đâu. Có cá chép vàng chứ này. Món cá chép ruộng vào dịp tháng 9, tháng 10 các bạn gọi lên Hoàng Su Phi thì rất là nhiều luôn. Mọi người sẽ làm những cái món mà từ cá đó. Còn ở đây không biết là có làm cá này, nếu mà mình ăn thì mình làm món gì hả chú? Cái này chỉ là rán. Rán hoặc nướng. Là
Làm cho bảm chứ. Làm cho bảm được á? Chú chép này cho bảm. Ngon nhất cho bảm. Làm mắm đi. Mắm ta có là mắm tây. Dạ vâng. Úi, được con to này. Con này bình thường. Cái tầm bé bé bằng hai ngón tay như này này các bạn, đi sang bản của đồng bào người Thái là người ta sẽ bắt như này ở ruộng mang về nhá. Ngâm 2 ngày các bạn. Đúng rồi, ngâm 2 ngày. Còn nước nước sạch ấy, cho nó hết sạch đi, cho nó ruột nó sạch hết đi. Xong người ta sẽ làm ăn cả cái con đấy. Cá nhảy, gọi là cá nhảy đấy. Ngon mà, cháu ăn rồi, đầu tiên ghê ghê nhưng mà ngon lắm. Cũng nhiều gỏi cá mình thôi mà. Vâng, ăn tươi luôn ấy. Toàn đúng kiểu là tầm tầm như này này, tầm 2 ngón tay này này. Cái này thì bé quá, nó phải tầm tháng 4 cơ. Đợt tháng 4 người ta mới bắt. Đấy là một con kìa. Ui, con to kìa. Mày chết, cá rô hay sao ấy. Cá rô đúng không? Cá rô nó mới bay, nó mới liệng điệng thế. Mình sẽ xem nào. Đây là cái chỗ bây giờ phải xem đúng không? Ô, toàn cá rô này. Cá rô to này chắc phải tách riêng các bạn. Để chắc là tí nữa các chú sẽ ăn bữa tối. Đúng rồi. Cá rô, cá chép thì để ăn tối. Còn đâu cho xem cái cá nhỏ nữa. Ờ, mang về rồi ạ. Đây các bạn. Cá chép ruộng. Kè đang để giống nữa các bạn nhé. Nếu mà muốn chơi cá nhảy phải đến tháng 4. Còn muốn ăn thì phải đến nó to, phải đến mùa gặt các bạn. Đó. Giống này mới giống xịn này. Giống ở cá ta ấy. Đúng rồi, cá chép từ trước đến giờ đấy đúng không? Rồi các bạn, bây giờ thì mình sẽ đi lên trên nhà bạn mình. Vừa rồi thì ăn cơm đấy. Vâng. Vâng, thấy mấy chú bắt cá hay quá thì cháu xuống xem thôi. Về đến đây nhà đây rồi các bạn. Hôm nay thì mình sẽ ăn cơm nhà của nhà Long, bạn mình, em mình các bạn. Và đây thì có cái nồi đây này các bạn. Thì hôm nay bắt đầu trời trở lạnh nên là mọi người sẽ đun nước tắm. Đó. Làm về đun nước tắm. Đây. Chị em đi làm về thì chăm con. Còn các anh thì các có những món rất là nhiều luôn. Có ốc các bạn. Đi cấy thì nhặt được ốc. Đến mấy hôm nữa cày lúa lên là không vào không vào ruộng được đâu. Vừa xong hôm nay dưới kia ngay cạnh đây người ta gần đang bắt cá mà. Và cậu dân đang bắt cá thả ruộng. Đúng rồi. Cá ở ruộng này. À, cá chép. Bắt cá chép con để mang đi thả ấy. Thì nãy quên không đi bắt để về thả ao. Ờ, đấy cậu gái đi bắt. Mày ra chợ mua con to bự ăn nhanh chứ. Cá đấy mới ngon như cá chợ làm sao mà ngon bằng cá ta được. Mình không quan trọng cái độ ngon, mình quan trọng cái phần được nhiều chứ. Không. Chất lượng hơn số lượng chứ. Tất nhiên là số lượng hơn chất lượng. Ăn nhiều rồi. Cái ốc này thì đập này nhanh hơn các bạn. Chặt được một con thì đã đập được 3 con rồi. Nhưng mà cái này tí nữa phải rửa lại một lần cho nó sạn mày. Đánh tiền thì đang làm một cái món các bạn. Đó chính là lá ngõa. Thịt cuốn lá ngõa. Ô, cho cả cái nhân có cả lá ngõa luôn này anh. Cho nó nhiều.
có thịt này, có hành này, có gia vị các thứ ấy, cho cuốn lá ngõa rồi sẽ lá ngõa này gọi là quả vả ấy các bạn, cây quả vả ấy. Cây này thì anh ấy trần qua cho nó mềm, trần qua nước sôi cho nó mềm, trong đó thì sẽ gói vào cho hấp lên. Còn đây là món thịt đôi rừng các bạn, thịt đôi rừng hôm nay sẽ xào rau má các bạn nhé, làm một con gì đó khá là to các bạn. Xào rau má ngon, hoa chuối cũng ngon mà rau má ngon. Ta sẽ mày trồng cái phần bóp. Tựa như để xả lá lốt. Có đi đâu? Đúng rồi, giống như là mình thay đổi cái lá, mình không dùng xả lá lốt. Cái như mày nguồn cho em mà nó bếp nhá mày. Chị mẹ chưa dùng lá ngoạ. Nó to quá vậy, nó xả lôi ra. Ta sẽ chờ bằng xe máy đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Nó ăn của họ làm. Họ làm biết là có được việc được bao nhiêu nhưng mà họ ăn. Nghe chú nhà ông cụ ơi. Hôm qua à sáng hôm nay thấy bà bà mẹ mình có dính thứ 10 thôi. Dính thứ 10 à? Ấy biết ngay nó sẽ không khi nó chạy bình thường à. Không, em không đâu, tí nữa ăn cơ. Cái món này chín rồi các bạn. Nóng hôi hổi. Không lắm. Ông chú tôi nè, nhưng mà cuốn bằng lá ngõa các bạn nhé. Còn một món cuối cùng nữa các bạn, đó chính là món ốc. Ốc này xào như nào ấy hả em? Xào xả ớt à? Lá chanh. À, lá chanh xả ớt à? Em bảo sao Dũng nào nhà em mà nhà em tí thôi mà là to. Rất là cái gì? Má hết chỉ rồi. Nhà em bé mà. Ừ, anh có hai con vào này. Hôm nay đi cùng Bình thì có Thùy nữa các bạn. Hôm nay thì chưa xuất hiện, bây giờ mới xuất hiện. Đang ngồi sửa lửa. Nói chuyện với bán cơm đi. Ok. Chúng ta sẽ ăn cơm các bạn nhé. Mình qua đường chính này đi. Mấy anh em thì đang ngồi hết rồi. Ây da. Ngồi trên đây cho nó giống người lớn. Thôi ngồi dưới này thôi.
Rồi các bạn à, bây giờ thì mình sẽ cùng ngồi cùng ăn cơm cùng mấy anh em các bạn. Hôm nay thì có những cái món có thịt gà này, thịt lợn các bạn, và có món nem nữa. Đây thì có bát ớt rất là ngon luôn. Đó. Có thêm cái món ốc ruộng các bạn. Mấy anh em bắt được mang về xào. Bây giờ thì ngồi ăn cơm uống rượu với mọi người thôi. Ở cái cảnh này chắc mình cũng không ghi hình nhiều các bạn, vì cũng khá là ồn các bạn, vậy là mọi người cũng không được thoải mái. Thì video này mình cũng ghi hình ngắn ngắn thế này thôi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Ado TV các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đúng không? 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 Đúng Đây này, cho vỏ ăn này. Anh nhận từ bát mà. Ăn đi tí tao. Mời nha.